Ôi, đây, 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 trời ơi, nhìn nè. Thôi, trời ơi. Cặp luôn. Đó, mấy ông thấy không? Ăn nhà hàng khốn khót bó toàn là đeo Rolex không? Bây giờ tôi gặp mấy người y chang vậy rồi đó. Rồi, hello chú. Sao ra, sang à? Chú cái này sang hả? Xuống qua chú đến đây, không có chỗ. Vậy hả? Trời ơi. Trời ơi, cái tủ bò, đây, cái mình lại đây coi. Cái tủ gì không còn gì vậy? Thì. Hết thịt rồi. Thôi, lấy cái gì đợi trước đây xong thịt lên liền giờ đó. Không kịp, bây giờ em. Giờ tôi nói nè. Giờ tôi nói là đã chưa kịp chăm vô luôn nào là hết rồi đó. Ông ăn được thịt này nọ được không? Giờ có ăn được không? Ăn được. Năm nay là ông bao nhiêu tuổi? 95 tuổi rồi. Trời, đây là chắc lẽ là vị khách lớn tuổi nhất trong nhà hàng của mình là 95 tuổi. Chút nữa em nói ông không tính tiền tiết kịch cho ông nha anh em. Không tính tiền ông mà còn được giảm 10% cho cái bàn này nữa nha. Đó. Ok bạn, thì đây là ngày thứ hai là mình ở tại nhà hàng không có hotpot nè bạn. Thì ngày hôm qua thật sự là thất thủ quá, thì tôi đuối thật sự luôn, về nhà lúc đó là 2 giờ sáng mà mình bán, bạn biết không, 8 giờ tối là hết đồ ăn hết đồ uống rồi, không còn gì để phải, nhiều khi phải mời khách đi về rồi khách ở trong cũng không còn gì ăn luôn, không còn mì gói, không còn bất thứ gì hết. Thì hôm nay là ngày thứ hai của ngày khai trương, thì vô cho bạn coi tình hình nhà hàng như thế nào. Mình tôi trốn bây giờ tới là tầm là bây giờ là tầm 12 giờ mấy 1 giờ đúng không, do coi thứ tình hình nhà hàng sao cũng chưa biết nữa. Chờ lâu không ủa? Trời ơi. Chào chú. Ăn xong chưa? Chú ăn chưa? Mới ăn xong. Mới ăn xong hả? Chụp cái hình cái. Trời ơi, ngon được không? Chụp hình cái. Trời ơi, con chưa có bạn luôn hả? Chưa. Trời ơi. Không sao, không sao. Dạ dạ. Mới ra quá trời kìa, có bạn rồi đó. Trời ổn. Ăn. Nhưng mà ok anh. Ok em chú. Mới vô hả? À chưa có nước lẩu nè. Dạ, đợi nãy giờ. Đợi nãy giờ luôn. Trời ơi, đây 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 đây. Đây đây. Trời ơi, nhìn nè. Thôi. Trời ơi. Cặp luôn. Đó, mấy ông thấy không? Ăn nhà hàng khốn khót bó toàn là đeo Rolex không? Bây giờ tôi gặp mấy người y chang vậy rồi đó. Đeo y chang luôn. Chú mua trước con hay sau con? Lâu rồi. Lâu rồi hả? 2 ngàn tới giờ luôn. Ok. Ok. Vô sớm đúng không? Vô sớm hay ngồi? Chờ hơi bị lâu quá. Chờ lâu không? Ok, nhưng mà nước chờ nước sấp hơi lâu. Chờ nước sấp hơi lâu hả? Thông cảm nha, từ sáng vô sớm mới chiên. Trời. Nghe nói là mới 11 giờ mở cửa là vô rồi đúng không? Vô đâu đã chờ này, chờ mà bắt cái trời đầu quá. Trời. Dạ, thông cảm chú. Sao? Ok không chị? Thôi không chị. Trời. Dạ, đi với chị. Dạ, đi với chị. Dạ, cái này là cô đâu có chứ? Dạ. Yeah. Chụp hình nha. Rồi ngồi xuống này chụp hình nè. Em coi nhiều cái video của anh lắm. Yeah. Vô được liền không? Yeah. Vô ăn liền không hay là phải có chờ gì không ta? Có chờ. Dạ, nhưng mà nhanh không? Đông khớp quá. Đông. Không, nhưng mà vậy là rước thôi. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Trời ơi cái này. Trời ơi cái này sáng vô. Hết rồi. Sáng vô là đủ vậy, ăn hết sạch luôn rồi anh. Tôi mới ngủ dậy mấy ông. Trời ơi, không kêu kịp luôn nè. Thiệt tình luôn á. Trời ơi. Rồi, cô chú. Rồi, bắt tay cái nè. Trời ơi. Ngồi nhận xịt. Sao cô? Ăn xong chưa cô? Thấy được không? Chưa đúng không? Đó. Trời, bánh nhiêu quá. Ăn chưa cô? Ăn rồi hả? Đó, ăn hết cạn lẩu luôn. Thích vị nào trong này? Chú. À, thích hai cái này. Không ăn cay được đúng không? Cay quá hả? Được hả? Đây hả? Chụp hình đúng không? Rồi. Hôm qua xuống đây 5 giờ thấy đóng cửa. Dạ. Chịu hết nổi. Chạy không, phải cho tụi nó ăn dưới luôn. Rồi nghe nói 5 rưỡi bắt lại. Dạ đúng rồi, lại 8 giờ là hết đồ ăn tiếp. Không chịu nổi. Thông cảm. Xong rồi bữa nay là chú tới mấy giờ? Wow, vậy là được vô liền đúng không? Vô liền chị yêu khỏe. Trời ơi, vô liền mà giờ con cũng hết chuẩn bị hết đồ ăn rồi đó. Thiệt tình luôn. Tội mấy người ngoài kia quá, lại nắng. Trời ơi. Ông mới lên ha chị? Trời. Ôi, là ra ngồi nữa cô. Ra ngồi ký cái mày. Trời ơi. Full nồi lẩu luôn, tóc bình luôn. Trời. Vô được liền rồi, nãy đi cũng lo sợ vô rồi lâu quá. À dạ, được vậy, nãy thấy quá trời kia quá trời luôn à, nắng quá người ta đi về quá trời luôn á. Con sợ ngủ qua ngại quá, quá trời cũng gần 200 khách đi về. Ngoài đẹp trai quá nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô chú. Cảm ơn chị nha. Trời ơi, đông thế. Đỏ nó đẹp nó, trời ơi.
Hello, chào chưa lên luôn hả? Thiệt tình. Dạ cảm ơn anh. Sau cái chương đúng ngày sinh nhật của anh này luôn. Ủa sao giống vậy, xong chung cái bàn này hôm qua cũng có người sinh nhật ngồi chỗ này nữa nè. Trời ơi. Lẩu lên lên chưa? Nãy giờ chưa có luôn hả? Lâu chưa? 15 phút. 15 phút rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Để em nhắc cho luôn đúng không? Đó, vừa lên rồi đó. Trời ơi. Lẩu nè. Trời ơi nhìn ngon không? Rồi bỏ vô nè. Đó. Trời ơi nhìn màu sắc không? Nhìn đẹp không? Trời ơi, tôi thiệt luôn, tôi mở cửa 2 ngày trời tôi chưa được ăn cái nồi lẩu nào luôn á. Chưa biết cái mùi là gì luôn. Không có thời gian để ăn luôn á. Muốn ăn là hết rồi. Tám mình tính là để giờ sau mình ăn không còn gì để ăn luôn. Thiệt tình. Rồi, hello chú. Chú cái này sao hả? Xuống qua chú đến đây không có chỗ. Vậy hả? Trời ơi, hầu quá. Xong rồi chú đi về hả? Chú đi về xong bây giờ tao chuẩn bị chú lại quay lại Oklahoma. À. Đi từ Oklahoma qua. Hả? Con chào chú Kha Bắc đi. Trời ơi. Chú bay qua đây hả? Chú bay hay chú bay qua Oklahoma. À xong chú. Xong bắt đầu chú từ Oklahoma đi lái xe về chơi, đây có chị họ á. À vậy. Rồi. Dạ dạ. Đưa cả gia đình ra đây ăn. À trời ơi. Có chờ không? Hôm qua, đáng lẽ là hôm qua tới đây ăn rồi nhưng mà. Lúc mấy giờ? Chúng tới là lúc mấy giờ? Tối qua là đi qua đây đúng 8:20. Dạ đúng rồi. Hết đồ ăn rồi. Hết đồ ăn thì nãy 8 giờ là không còn gì luôn. Cảm ơn chú nhiều nha, ủng hộ nha. Đó, rồi chú ăn ngon miệng nha. Thành công. Dạ cảm ơn thành chú. Công hơn nữa. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Người Việt tuổi trẻ chí lớn này. Cảm ơn cô. Đi vô con bếp một xíu rồi bếp nó sao rồi. Đi vô con bếp thử một xíu mấy bạn. Hai cái nồi nước súp hầm mà nó to như gì luôn phải không? Mà tôi bán là buổi trưa á, là thường là tôi bán chỗ này là tầm 2 giờ chiều là hết không còn gì á. Tối là tầm 8 giờ tối. Đó mấy bạn thông cảm thật sự luôn, đây là mới có 2 ngày đầu. Quá trời thứ cập rập gì thiếu sót rồi mấy bạn bỏ ra qua mấy bạn tiền sự luôn. Sáng nay mình mới vừa ngủ dậy là 12 giờ mấy mình vô. Mà khách trời quá trời bỏ về cũng nhiều lắm. Thì cho mấy bạn coi thử là ngày thứ hai là nhà hàng mình như thế nào. Thật sự là mới sáng sớm vô là thất thủ, nhà bếp mình giờ không còn gì trong đó rồi. Thì thật sự là mình cũng rất là ngại, là nhiều anh chị tới đây lúc 11 giờ đúng không, qua để gặp mình này nọ. Rồi thì còn tối mình tới 2-3 giờ sáng mình mới về. Rồi cái đi đó, 2-3 giờ sáng mình mới về. Thì giờ mình phải ra trễ một chút, mới ra trễ có 1 tiếng thôi, bị cầm đen quá trời luôn. Ăn chưa tới chụp hình nữa, thật sự là cứ ra mình lúc nào mình cũng ở đây, mình tranh thủ mình chạy ra liên tục cả ngày. Một tháng này là các bạn cứ ra đây ăn là sẽ gặp mình này nọ để giao lưu các bạn. Sau là mình cập nhật tình hình nhà hàng mình là ngày thứ hai khai trương, thì chút nữa tối chiều nay mình sẽ review cho bạn coi thử là tình hình chiều tối nay như thế nào nữa. Mình nói với bạn hôm bữa nay là đóng ý kiến của bạn rất là nhiều, thì bữa nay mình bỏ thêm cái này là cái chân ớt hôm nay khai trương, các bạn comment quay cho bạn coi nè. Chân ớt này là add on, nhưng mà do mình khai trương đây là ngày thứ hai nên mình vẫn bỏ để cho ăn free với các bạn. Thì là có trong menu là cái là phải trả tiền thêm các bạn, thì cá thì vẫn free. Thì đây là không gian buổi tối ngày thứ hai nè. Ok sure. Rồi hết rồi mọi người nha. À. Rồi. Trời ơi đông quá trời. Lâu, lâu gia đình, chưa? Gia đình đứng nữa lâu lắm rồi. Lâu lắm. 2 tiếng rồi trời. Có ơi. Có người chạy bàn phụ không, em đi vô em nhắc lại chạy bàn phụ cho. Quá tải luôn trên báo rồi đó. Giờ. Rồi. Yeah. Okay. Em đấu cái gì nữa. Ok. Dạ cảm ơn cô nha. Cảm ơn mọi người nha. Rồi, nhớ đăng ký kênh cho cô nha. Ok. Chờ lên đây gặp đó. Ở đây chơi chơi. Ok. Lâu chưa? Ở đây toàn ngại quá, này toàn chờ lâu quá trời lâu đi xa nữa nhá. Cười lại. Nhớ ở đây mọi người thích hải sản mà thích cua lắm là trời ơi gấp lắm như là. Đó. Rồi hải sản là tôm cua tùm lum tà la hết. À. Đi dạo qua đây vòng coi. Ồ trời ơi. Chào ông. Ông chủ đâu mày? Trời ơi. Đây. Thật sự là mình rất là thích những người như ông vô ăn các bạn. Ngồi xuống, ngồi xuống con. Rồi. Hai người đi. Rồi mình rất thích là vô ông ăn như vậy các bạn, tại vì ông ăn không được nhiều. Nên mình nói giỡn. Ông ăn được thịt này nọ được không? Giờ ăn được không? Năm nay là ông bao nhiêu tuổi rồi? 95 tuổi rồi. Trời đây là chắc lẽ là vị khách mà lớn tuổi nhất trong nhà hàng của mình là 95 tuổi. Trời ơi. Có khách sơ sinh là vẫn có rồi các bạn. Khách sơ sinh 1 năm tuổi có rồi, bây giờ ông 95. Trời ơi, thôi ông cố gắng ăn nha. Rồi. Ông chắc chút nữa để ông nhắc là ông không tính tiền ông nha. Ông cứ ăn thoải mái nha. Nha, rồi còn chút nữa em note ông không tính tiền tích kịch cho ông nha anh em. Đó. Chứ giờ ông 95 tuổi rồi, giờ không ăn được gì nữa, vô ông tôi vẫn lên góp vui. 95 tuổi rồi tới nhà hàng mình là chờ tới chờ bao nhiêu tiếng không? Chờ mấy phút?
giờ giờ hai tiếng trời giờ hai tiếng giờ hai tiếng mới vô ăn thôi ông đi trời ơi không tính tiền ông luôn rồi hai không tính tiền ông mà còn được giảm 10% cho cái bàn này nữa nha đó đó chút nữa cái gì tính tiền nha cô nhớ nhắc là ông là không tính tiền cho ông còn giảm 10% nữa nha đó đây là mình ngại xuất hiện ở nhà hàng thì xuất hiện ra cái mình giảm hoài cái này tôi lỗ chết luôn á trời tôi đã bán rẻ rồi còn tôi xuất hiện là tôi giảm hoài luôn á đúng không chú ngon không chú ngon 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 trời ơi có cua đâu là nhanh rồi đó trời ơi hèn gì tôi hết cua trên kia là đúng rồi trời cái bàn nè trời ơi nhìn nào cho mấy em coi nè ăn kiểu này là thiệt luôn á nhớ nốt mấy người này lại vậy cho chờ 3 tiếng nha chứ kiểu này là do cái này tôi lỗ chết á chờ mấy 2 tiếng rưỡi thôi 2 tiếng rưỡi là tướng gì thấy không nãy bên ông kia 95 tuổi là tôi rất là thích tại ăn được nhiều bên này là cái bàn này là toàn là chai chén quá không nói vợ ăn mạnh lên nha ok mạnh lên nha anh chị chụp hình đúng không ok nhìn bàn nhìn hấp dẫn các em thấy không trời ơi thịt 3-4 tầng luôn hèn gì cái tủ thịt tôi cũng này cũng hết á bên hai lao là phải order từ món món lên đúng không bên này là cho lấy ri hết trời ơi thì tay rồi đeo đẹp quá coi tôi coi đưa coi đây đưa cái tay đây đây game em coi nè trời vô đây ăn toàn là Rolex không từ sáng đến giờ từ hôm qua tới giờ luôn đó khách thiệt luôn đang đi Rolex tôi ăn buffet không mà sao vậy thiệt lên luôn bữa sau khách đi Rolex là vô tính tiền theo từng món nha thôi ăn vui vẻ nha trời ơi thôi hai chú 2, 4, 6 vừa đủ 6 người luôn vừa đủ 6 người là được riêng người luôn trời ơi tính hết rồi trời ơi trẻ luôn á dạ yeah, chú ở trên video nhìn dìm hàng đó đúng không? Ừ, coi từ hút không hút từ có nuôi gà tới giờ giờ mất nuôi gà luôn rồi bà ăn được không ăn cua được không bà trời ơi bà vẫn thích ngồi ăn cua không mấy bạn trời rồi 2 tiếng hồ luôn trời ở đây quay mình quay qua đây hướng này coi coi bà ngồi ăn cua nè trời ăn được từng chân cua luôn kìa á okay, dạ 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 ok thôi ăn trời ơi bà ở khu nào ở bên Việt Nam ở tỉnh nào Bến Tre đúng không trời ơi Bến Tre thích con là ở Sài Gòn à Bến Tre mà có nhiều đồ ăn ngon lắm á bữa qua review rồi mà rồi dạ ok con chú ăn ngon nha trời ơi sao nào hết đâu cái nào hết đâu trời ơi trời ơi nút chấm rồi mấy ông nhìn rồi bữa nay tôi mới review ông coi nè nhìn nè không còn gì luôn nè nè đây tôi mới ông coi nè ok không còn cái nước chấm nào luôn đó mấy ông kêu ngày đầu tiên thường là khai trương đọc đó đúng lúc ngày thứ hai là nó giảm bớt ngày thứ hai nó còn kinh khủng hơn ngày đầu tiên nữa không còn thứ gì em trai tôi đẹp trai quá ôi dạ ghét là đẹp trai tôi đó đẹp trai quá đẹp là đẹp lãm cái gì đẹp không mình nữa rồi chụp ra đó thấy không đẹp trai không đó trời ơi sao mà không vẫn đẹp không mình cảm ơn ok cảm ơn tại đây ha trời trời ơi không còn bánh luôn anh nè cao cao rồi khỏe khỏe đó không còn bánh gì luôn đó mấy cô này thích ăn bánh này lắm ăn nhiều vô nha ăn nhiều vô với em ok không hiểu tiếng Việt trời ơi nhìn ngon quá hai anh ủa không có cua hả có cua rồi đó rồi nhớ ra là lấy ăn trời bữa này lấy cua quá nhanh luôn thiệt coi 5 năm rồi đó 5 năm hả anh trời ơi kiểu anh nha anh ở Houston luôn đúng không đó em khói mấy người ở Houston lắm tại Houston là tới đây dễ hơn gần hơn ngon ok anh ăn chưa mà kêu ngon nó thử 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 nó tỉ mỉ đúng không đó ok anh thôi ăn vui vẻ với anh không miệng nha con ok trời hai vị Đà Lạt trời ơi 4 tiếng xong xuống đây có chờ gì đúng không chị chờ 2 tiếng lái từ Đà Lạt xuống 4 tiếng chờ 2 tiếng mình phải ăn cho lại vốn nha ăn mạnh lên không nội ăn rồi ngon lắm chị rồi chỉ cần nghe thiên ngon là thấy vui tại cái năm chuẩn bị mà vui rồi mà lớn dạ bữa nữa đông đông mở luôn bên cạnh luôn đục một tường làm bên cạnh luôn đông đông dạ đúng rồi bỏ quá trời luôn đông quá mà đông quá gì không nổi ông á hùng đó ông tính bỏ đi đó mình kêu ông lại đó rồi vậy hả ok luôn vậy nha phải không nó qua xin lỗi coi trời ơi nhìn tội lỗi quá hai anh chờ 4 tiếng hả
Trời ơi. Ủng hộ em trai thôi. Ở đâu anh? Ở Houston ở đây. Houston. Ở Houston. Trời ơi, thông cảm xíu nha anh. Không, thì này mới mở mà. Mới mở mà. Đâu có đâu, phải từ từ học thôi. Sao chị ăn mì không vậy? Cua đồ tôm đồ đâu. Ăn mì cho nó rẻ cái đó, thằng tôi thích là quay đây quay người người đẹp này nè. Đó, kêu ăn mì các bạn nhớ vô ăn mì đừng ăn tôm cua này nọ nhiều quá tôi lỗ chết luôn á. Ok anh. Okay. Thôi ăn vui vẻ nha anh. Ok. Dạ dạ, thông cảm nha. Trời ơi. Dạ dạ dạ. À hai cô. Ồ, cô dẫn theo khách. Hai hello. Trời cô là fan của cô rồi. Từ đó mấy năm nay rồi. Đó, cảm ơn cô nha, cô dẫn theo chồng cô tới ăn ha. À, cô tuốt ở trên Humble á. À. Trên phi trường Wood rảnh á. Chi trường Wood. Là lái từ bên này xuống này xong rồi chờ mấy tiếng nữa. Chờ 1 tiếng rưỡi. Chờ 1 tiếng rưỡi thiệt sự luôn. Ngại quá. Mỗi lần ra đây giao lưu là cứ toàn là chờ 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng không à. Ngại quá thiệt luôn á. Chúc mừng con nha. Dạ. Cô thông cảm xíu nha. Đâu có sao đâu con, không có sao á. Dạ. Cô thích ăn cái món gì trong này? Món nào cũng ngon hết á. Dạ, món nào ngon hả? Nước lẩu thích nước lẩu gì? Nước lẩu gì? Cái này cay quá thì cô không ăn được hết 3 món này, món nào cũng ngon á. À, ba đúng. Ở đây thì mình có 4 loại nước lẩu thì bạn có thể lựa cay hoặc là không cay này nọ nha. Thì nước lẩu mình đều không. Nước mẩu con ri mà không chặt tiền luôn á, nước mẩu này bún. Đúng rồi. Ok. Rồi, ok các con. Dạ cảm ơn con. Mọi người ăn ngon miệng nha. Dạ. Trời ơi. Hai em. Ăn mình vậy? Ừ. Em có bạn. Các bạn hả? Em ngại. À, ngại cho đi vô xin thiệt tình. Ok. Thôi để đi cho đỡ ngại. Rồi, bàn này sao đây? Trời ơi, bàn này nhìn ngon chưa? Trời ơi, đây 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 comment cho con nè. Trời ơi, cua ghẻ lấy hàng gì tôi hấp dĩa trên kia rồi đây. Đây các em thấy không? Quay gần lại xíu coi. Nhìn ngon không? Tươi không? Cá rồi, ghẹ rồi. Ngon quá, đồ ăn ngon, nước súp. Súp ngon không? Trời ơi, nước súp này mấy mấy quán khác nó là nó chạc tiền mắc lắm á. Mà em làm ngon mà cho ri luôn á. Trời tôi bán lỗ mà. Vậy rồi, bây giờ cho ăn cái tôi. Này về ăn mì gói cũng ngon đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Hồi lên bút vậy chứ. Dạ dạ, ok. Thôi cô chú ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ nha. Ông nội này kêu bạn ra nha, bạn trốn rồi kìa. Hai mọi người. Chụp tấm hình được. Được, vô đây vô ngồi luôn nè, đứng lớn. Ngồi ăn thoải mái đi. Rồi. Ủa sao bạn mày không có hải sản, lấy hải sản được chưa? Hả? Ăn hết là chứ không phải là. À, ăn hết hải sản à, nó dễ gì tha tôi, trời ơi, dễ gì lời được mấy người này, thiệt tình luôn á. 2 4 trời. À bạn. Ok. Ôi bạn này. Đóng hết bàn luôn. Nó thấy đông đông vậy chứ bàn này tính là đi là rất là lợi kinh tế nha. Đi 6 người được giảm 1 người, giảm 10%. Con nít dưới tuổi là được đi nữa. Trời ơi, tính toán ghê quá. Qua đây, qua đây. Qua đây đó. Trời ơi. Này có ghệ nước ngồi luôn nha. Trời ơi, tôi thói rồi nha. Tiếng Anh là cho biết anh hả? Hai nay tôi biết nhiêu. How are you? Nó nói tiếng Anh đàng hoàng mà tôi nói được vài từ vậy thôi. Sao? How do you feel? Yeah, nice. What taste do you like? The soup. Dạ yeah. Tôi không hiểu gì, tôi ve thử coi. Rồi, do you like seafood? Where are you from? Here. Houston. À, ở Houston luôn, vậy là khói không? Spanish. À, Spanish. À, hola. 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 Tôi biết chứ. A little bit Spanish. Thôi, ăn ngon miệng nha. Chúc thành công. Dạ, cảm ơn chị. Cho một tấm hình chung. Ok, tấm hình. Ui, trời ơi. Bạn này khó ăn nấm. Các bạn khó ăn sẻ rồi, khó ăn nấm. Tiệt tình. Hai mọi người nha. Hello, Giang đăng ký kênh cho chị nha. Rồi. Ôi, coi đẹp trai ghê. Trời ơi, như đó. Bạn đây, đúng không? Ở đây. Trời ơi, các bạn ăn lâu không được khói rồi nha. Qua người thái tiếp. Được rồi, qua tới chỗ đó. Rồi, rồi. Ăn. Ăn. Ôi, lộn, nhìn lộn. Nhìn lộn. Nhìn lộn quá rồi. 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 Ok. Thank you. Trời ơi. Mày ý này trên 5 tuổi chưa? Dưới 5 tuổi. Trời ơi. Kiểu này là có coi video rồi, ai vô cũng dưới 5 tuổi á. Thiệt tình luôn á. Trời ơi, đại gia đình. Đại gia đình đang gặm cua. Đang ngồi xíu ơi. Trời ơi. Chụp hình, chụp hình. Chụp hình không? Trời ơi. Hôm nay gặp em cao ghê luôn á. Dạ. Kéo dạ. Hơn cỡ nửa năm bắp à? Ờ, 8 bắp lận. Trời ơi, 8 bắp lận vậy luôn hả? Dạ. Chị cao ghê luôn. Lấy cua nhiều nhiều ăn đi nha. Ăn được không? Ăn được cái càng trong này không chị? Tuấn hả? Tuấn hả? À, để vậy bữa em kêu. Em kêu dưới đập.
Chụp nào, chụp nha, ok chưa? Trời ơi, à chưa lên lúc lẩu luôn hả? Chưa, lâu quá. À nãy rồi luôn, nãy là chưa lâu đúng không? Quá. Em nướng ra đây cho đồng lòng chứ nè. Quay cái hả? Ok, ok anh, trời ơi. Ok. Trời ơi, anh là coi suốt. Đủ chỗ ngồi không, đủ chỗ ngồi không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bò ở đâu vậy? Bò, đây, đây, bò đây. Trời ơi, cái tủ bò, đây, cái men lại đây coi. Cái men lại đây. Mấy giờ rồi? Giờ mấy giờ? Không, cái tủ gì không còn gì vậy? Đây, giờ nước sốt này cũng hết rồi, complain rồi mấy bạn ơi. Không còn gì luôn. Không có cái chén nước sốt luôn. Thi, thi, thi. Hết thịt rồi. Trời ơi. Ai lấy cái gì đỡ trước đây xong thịt lên liền giờ đó. Không kịp bây giờ em. Giờ tôi nói nè. Giờ tôi nói nè, đã chưa kịp chăm vô luôn nè là hết rồi đó. Bây giờ là mỗi người cái hai tay mà toàn là gãy 4 5 dĩa không à, tôi sao mà kịp. Rồi tí xíu qua. Em muốn chụp với em với em rồi. Ok, để em lên tí xíu lại quay lại. Ok, rồi qua kia luôn. Không còn gì nữa, qua gì nữa. Tính là cái bàn này hay nè. Bàn này lấy thịt sẵn là giờ không còn gì trong tủ rồi đó. Không còn cái gì luôn. Nãy giờ đi lấy nước chấm đi, chứ không nước chấm được. À có luôn rồi. Trời ơi. Không có. Lấy nước chấm sẵn luôn cho cái bàn này xong nhận ghê thì cái kinh nghiệm ăn lẩu rồi. Kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm rồi. À, ok, vô chụp hình nè. Vô chụp hình cái coi. Trời. Mấy tụi chị đi làm biết không? Luôn mười mấy đứa đi xuống luôn kìa. Yeah, trời ơi đông quá trời đông. Giờ không còn gì để bán luôn rồi. À, có kìa luôn không? Trời ơi. Trời dễ thương, mời đẹp trai thôi. Quá đẹp rồi. Ơi ngoài đẹp trai vậy. Bây giờ. Dạ nè, thành công men trà của chị 18 người chứ nhiêu. Trời ơi, 10 gái 10 bên chim neo. Trời ơi. Ủa? Còn mọi người còn đang nói anh quay nữa đó. Trời ơi. Thôi thôi, hết chỗ rồi, anh đừng quay gì nữa, thiệt tình luôn á. Từ lúc sáng đến giờ. À, bằng sáng giờ. Ok. Dạ, Hồng Phát nha. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Anh cũng làm nail Hồng Phát nha. À, chủ tiệm nail rồi này nọ, mười mấy khách luôn, 18 khách luôn hả chị? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị nha, đây luôn đó hả? Trời ơi. À, ok bạn thì thật sự là đây là ngày thứ hai mà ngày kinh khủng hơn ngày đầu tiên của mình luôn, thật sự tâm sự. Mình cứ tưởng là người ta nói là khai trương là ngày đầu tiên là ngày đông nhất, sau đó từ từ giảm dần, nhưng mà ngày thứ hai nó kinh khủng hơn ngày đầu tiên, mà mình được cái là mình phục vụ được hơn số lượng hơn so với ngày đầu tiên. Thì các bạn nhớ cứ ủng hộ tới mình, mình sẽ cải thiện từ từ, từ mình thêm món thêm đồ luôn. Bữa nay là thêm nhiều món khác hơn ngày khai trương nữa các bạn đó. Thì nhớ các bạn là ngày đầu tiên mình rất là nhiều thiếu sót, thì các bạn tới góp ý này nọ chứ đừng có ném đá tôi nha, phải không? Mấy tội anh em nhà hàng chuẩn bị review cái năm trời rồi và đã cố gắng hết sức rồi các bạn, không ai mở khai trương ra mà hai ngày đầu mà dồn vô quá trời luôn. Ngày đầu tiên là phải mời hơn 200 khách về, bữa ngày này là ngày thứ hai nè, phải mời thêm mấy trăm khách về nữa, thật sự rất là nhiều khách không được ăn đó. Đó thì các bạn cứ trong tuần này bạn cứ tới ăn, mình vẫn ở đây miết cho tới cuối tháng này nọ luôn, tháng 3 này nè thì vẫn được giảm, nhưng mình nói giảm 10% đó, là đi năm được tặng một này nọ đầy đủ. Thì cái đây là quán của người Việt, mình làm vị của người Việt thì rất là ngon, mình về nước tẩu thì nhớ tới ủng hộ, ok không? Thì mệt quá tôi đuối lắm, hôm nay tôi ngủ có 4 tiếng, 2 ngày trời khai trương với lại hôm nay ngủ 4 tiếng tôi đuối kinh khủng luôn rồi đó. Ok nha, đánh đăng ký kênh, like, chia sẻ các bạn, bye bye.